Mùa hè sắp tới rồi và chắc hẳn rằng chị em không thể thiếu trong cái cặp của mình, đó là một cái sản phẩm đó là kem chống nắng. Thì hàng ngày da bạn phải chống chọi với rất nhiều ánh nắng mặt trời, làn da đen sạm cũng như là xuất hiện các vết tàn nhang xấu xí. Điều đó có nghĩa là bạn đang làm lơ với cái việc chăm sóc làn da của mình. Các bước chống nắng vô cùng rất quan trọng trong các bước để chăm sóc da hàng ngày của mình. Hãy lựa chọn cho mình một cái sản phẩm kem chống nắng phù hợp và dịu nhẹ cho làn da. Kem chống nắng Celio thì có SPF là 50 và PA 3 cộng, sẽ giúp cho cái làn da của bạn trở nên đẹp và chống nắng rất là tốt. Và cái sản phẩm kem chống nắng này sẽ thích hợp với các loại làn da như là da dầu hay da đổ mồ hôi, hoặc là các bạn dùng khi đi biển. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp những cái thành phần dưỡng trắng khác để bảo vệ dinh dưỡng cho làn da một cách tối ưu. Với cái sự kết hợp giữa thành phần vừa làm trắng da vừa bảo vệ và dưỡng ẩm thì cái kem chống nắng này còn chứa rất nhiều cái tinh chất từ thiên nhiên như là dầu ô liu, nước hoa hồng cũng như là dầu đậu nành cho làn da của bạn khỏe mạnh tự nhiên và mịn màng. Cái công dụng của nó thì như các bạn biết rồi thì kem chống nắng thì chủ yếu là để hỗ trợ chống nắng, nhưng mà ở đây còn ngoài ra sản phẩm này còn hỗ trợ các bạn là chống thấm nước nữa. Khi mà các bạn xuống nước thì cái sản phẩm này sẽ vẫn còn lưu lại trên da của các bạn, và các bạn có thể là đi tắm biển hoặc là sử dụng sản phẩm này rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn giúp các bạn tránh được những cái tia cực tím khi bạn hoạt động ngoài trời, và hỗ trợ bảo vệ làn da dưới ánh nắng của mặt trời, giúp kháng khuẩn, thẩm thấu nhanh và không làm cho da bạn nó bị bóng dầu hoặc là trắng xóa. Dùng sản phẩm này thì nó cũng hầu như là phù hợp với mọi loại da, kể cả loại da làn da nhạy cảm, thì khả năng kiểm soát dầu rất là tốt, không gây cái cảm giác nhờn dít và không thấm nước, không dễ bị trôi cũng như là hạ nhiệt độ khi mà trời bị nắng. Hoặc là cái sản phẩm này cũng sẽ cung cấp cho các bạn các giải pháp về trắng da toàn diện cũng như là chống lại tia UV, UVB, hỗ trợ ngăn chặn hình thành các sắc tố melanin và làm cho có thể là ngăn cả tia UVA nữa. Và nó xâm khi mà cái tia UVA nó xâm nhập vào làn da thì nó rất là không tốt cho làn da, và sản phẩm này thì nó hỗ trợ ngăn ngừa những cái tia UVB và UVA, nó sẽ làm cho các bạn có thể là bảo vệ các bạn trong vòng 4 đến 5 tiếng. Ở đây thiết kế dưới dạng tube như các bạn đã biết thì nó rất là nhỏ gọn thôi, và ở đây khối lượng của nó là 70 g. Thì cái cách sử dụng thì các bạn nên thoa một lớp kem chống nắng vừa đủ lên vào vùng khuôn mặt cũng như là vào những cái nơi mà các bạn có thể là bị nắng nó tiếp xúc tới làn da của mình, thì tầm 15-20 phút thì trước khi ra ngoài thì các bạn sẽ bôi trước khoảng tầm 15-20 phút khi mà ra nắng thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao nhất. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm này, các bạn có thể sử dụng lại khoảng tầm độ 2 đến 3 tiếng thì các bạn nên thoa lại một lần kem chống nắng này để đem lại cái làn da và cái sự bảo vệ tốt nhất cho làn da của bạn. Về cái thông tin sản phẩm này thì như các bạn đã biết thì đây là sản phẩm của Hàn Quốc, của một công ty JUMI, và cái công ty này chủ yếu là sản xuất những cái đồ mỹ phẩm chăm sóc da và trang điểm. Những sản phẩm JU và Mi Cosmetics thì cực kỳ đa dạng và chủng loại, mẫu mã sử dụng cũng như là những cái nguồn gốc nguyên liệu rất là an toàn, không gây kích ứng da. Ngoài ra còn rất được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Và cái clip của mình xin kết thúc ở đây. Các bạn nào có mua sản phẩm hoặc muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm kem chống nắng thì các bạn hãy để lại comment cũng như là phần liên hệ ở phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.